Hả? Nó rồi, Thành nó cầm cơ. Không có thể đây à? Thành nó cầm để trên đầu ấy. Thành bệnh viện mai mang cái dấu tới cho chú nhá. Dạ vâng. Chú biết quyền đâu? Quyền nó không ở nhà chưa? Nhắc quyền cho chú mai đọc cái phiếu điện lớn như à phiếu đấu thu ở được chú nhá. Những ai mà chú đọc tên cái thì là phải phải mai là phải mai tối nhá. Đọc quy. Ngọc Huy ở đây ra mà ở đây mấy ra rồi. Ngọc Huy đâu? Ra kỳ trước rồi chú, ra kỳ trước rồi. Trước Tết ra rồi. Lúc Tết là không ở rồi gì? Vâng. Hôm nay chú được hỏi bây giờ là đọc đến tên này Ngọc Huy là không ở đây đúng không? Vâng. Dạ, trước Tết là không ở rồi gì? Thế Hùng ơi, trong cái danh sách mình đăng ký ở thì sao có tên bạn đây không? Không 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 có đâu rồi. Không không có đâu. Rồi rồi. Lê Tiến Dũng. Còn mình có Lê Tiến Dũng không? Không có. Có không nhỉ? Không có. Ừ. Không có đúng không? Không có. Không có. Xin thấy rồi ạ. Lê Tiến Dũng đây này, các bạn mới vào đây này. À, cái gì chưa vào. 22 tháng 3 năm 2015 vào. Đúng rồi, bởi vì là chú biết rồi, bạn bạn ấy lên báo phòng rồi, chú bảo là cái việc mà ban quản lý làm thủ tục cho cháu vào ở thì cháu hoàn thành cái thủ tục xong rồi thì cháu lên báo với phòng là ban quản lý đã bố trí chỗ ở cho cháu ở đây thì để báo để xem là cái vị trí nào thì trống thì mình sẽ ở và thông báo với phòng trưởng. Chắc là bạn đi lên là không có cháu. Chắc là cháu đi học. Thế thì chú bảo là phải thông báo cho phòng biết. Thế sau đó thì đến hôm nào bạn vào thì báo lại thôi. Đúng không? Vâng. Hôm đấy bạn ấy lên như là bạn nào ở phòng với cháu không rõ lắm. Đây chú đọc cho bạn Lê Tiến Dũng. Tài chính B 15A 4010074. Sinh ngày 9 tháng 1 năm 1994. Quê quán Sông Lô, Vĩnh Phúc. Vào ngày 22 tháng 3, tức là mới cách đây chưa được một tuần, 4 ngày được chưa? Nhá, một số những cái trường hợp mà chú đã đọc tên mà chưa hoàn thành cái nghĩa vụ của mình về để ở được chú thì sáng ngày mai gửi hóa đơn xuống cho chú nhá, cố nhắc các bạn nhá. Đấy là làm việc của cái đỡ được chú, còn cái tiền điện nước thì sáng mai chú làm đi, sau đó gửi cho ban chú. Thế thì chưa? Thôi, chú phải đi đấy để cho các lần cuối cùng để mùng 1 tháng 4 là chú chuyển tích vào trong máy người chuyển phòng quản lý đi học và phòng quản lý đi học. Mình phải hoàn thành cái nhiệm vụ của mình.